Rồi, chào quý chị và bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Bên em hiện nay cộng tác với Hà Nội K và gần như đây là showroom duy nhất và có thể nói là một Lexus lướt duy nhất của Hà Nội. Bên em đa phần bán những dòng xe sang như Lexus, Mercedes-Benz. Đây, hôm nay gửi đến quý chị và các bạn Lexus RX350 2014 màu đen. Xe cá nhân một chủ từ đầu 2014 màu đen nhé. Xe nhập khẩu nguyên chiếc Nhật Bản và là xe cá nhân, bên em đã rút hồ sơ về rồi. Hiện nay xe này thì bên em đang chào bán là 1.790.000.000 đồng, loanh quanh gần 1.8 đúng không ạ. Xe 2014 và form này là form cũ rồi. Biển này cũng là biển đăng ký lần 2 rồi nhé, 827-16, cũng khá đẹp đúng không ạ, biển rất đẹp. May mắn bên em mua được chiếc xe này của một anh khách trải nghiệm nhanh, có một thời gian rồi bán lại. Ngoài ra bên em vẫn còn một số mẫu như là Lexus 450H đúng không ạ, cũng là form cũ thôi. Đây, chúng ta có này 300H này, 300 Hybrid đúng không? Rất đẹp, 1.810.000.000 đồng, xe cá nhân và đi hơn 7 vạn. Xe này thì bên em sản xuất 2015, 2014, 2015, hai mẫu xe chủ lực của Lexus. Sau này thì RX350 ra form mới và duy trì khoảng 6 năm trước khi nâng cấp phiên bản 2020 với cái bộ cảm biến an toàn, phanh radar khoảng cách và công nghệ lệch lái bù lan. Tuy nhiên thì nếu quý anh chị mà đang tìm hiểu một chiếc xe sang đến từ thương hiệu Nhật Bản, tầm tiền vừa phải và nhu cầu sử dụng không quá nhiều thì thật sự đây là một mẫu xe rất hợp lý. Nếu như quý anh chị có nhu cầu mà xem xe trực tiếp và cần tư vấn thêm về sản phẩm thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em Hùng để được tư vấn và xem những mẫu xe cũ, xe lướt của Lexus hay Mercedes một cách hợp lý nhất. Rồi, xin cảm ơn và hy vọng quý anh chị sẽ ủng hộ cái hệ thống xe cũ Hà Nội K bên em. Xin chào.